Kính chào anh chị em, chúng ta đã bước vào mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng của ngày thứ hai tuần một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Zebedê và người em là ông Gioan, hai ông đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông Zebedê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, mùa Giáng sinh đã kết thúc và chúng ta bắt đầu mùa thường niên. Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng. Và chúng ta để ý trong đoạn tin mừng Thánh Marco, Ngài ghi lại cái lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu. Lời rao giảng đầu tiên trong tiếng Hy Lạp gọi là kerygma. Khi chúng ta nghe nói đến chữ kerygma thì chúng ta biết đó là lời rao giảng, những lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu. Thế thì những cái lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là gì? Chúng ta nghe trong tin mừng nó, Ngài nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thời kỳ đã mãn là thời kỳ nào? Đó là thời kỳ dân Do Thái trông chờ đấng cứu thế. Thời kỳ các ngôn sứ dọn đường tiên báo cho đấng cứu thế đến khoảng 2.000 năm. Thời kỳ đó đã mãn và bây giờ đấng cứu thế đã đến rồi. Là chính Chúa Giêsu đã giáng sinh cứu độ chúng ta. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Triều đại nào? Là cái triều đại mà chính Chúa Giêsu đến để khai mạc, để bắt đầu cứu độ chúng ta. Người Do Thái hỏi Chúa Giêsu, nước trời ở đâu? Nước Thiên Chúa ở đâu? Ngài nói, nước trời ở giữa các ông. Nước Thiên Chúa ở giữa các ông. Ngài muốn nói rằng chính Ngài đến để khai mạc, để bắt đầu vương quốc của Thiên Chúa cứu độ nhân loại. Ngài bắt đầu, Ngài khai mạc cái vương quốc đó bằng cách là thành lập hội thánh, xây dựng hội thánh, để hội thánh tiếp tục cái chương trình cứu độ của Ngài trên khắp trần gian này. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Nước Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu khai mạc bắt đầu rồi. Và mọi người hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hãy sám hối và tin vào tin mừng để gia nhập vào cái nước Thiên Chúa đó, gia nhập vào cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương, kêu gọi và cứu độ đó là hội thánh. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng và Ngài kêu gọi các tôn đồ, những người cộng tác với Ngài trong sứ vụ cứu độ đó. Chúng ta thấy trong tin mừng Ngài đã đi kêu gọi ông Simon và Andre, Simon tức là Phêrô, rồi hai anh em khác là ông Giacôbê và ông Gioan. Chúng ta thấy các ngài là những người dân chài. Và chúng ta lưu ý một điều cũng khá đặc biệt, Chúa Giêsu kêu gọi các ngài lúc nào? Có phải các ngài đang ở trong đền thờ cầu nguyện không? Không, các ngài đang lao động, đang làm việc, đang quăng lưới, đang vá lưới. Chúa Giêsu đến với chúng ta, kêu gọi chúng ta. Ngay khi chúng ta làm công việc thường ngày của chúng ta. Cũng có lúc Chúa kêu gọi chúng ta trong những giờ cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có những giờ cầu nguyện chúng ta mới gặp Chúa. Chúng ta có thể gặp Chúa trong suốt đời sống của chúng ta. Ngay trong những công việc lao động phục vụ của chúng ta.
Và chúng ta lưu ý một điểm nữa là những người dân chài, Chúa không kêu gọi những ông luật sĩ biệt phái, những thầy thông luật, những người thông thái, học cao, hiểu biết lề luật của Thiên Chúa rõ lắm. Chúa lại không kêu gọi, mà lại kêu gọi những người dân chài, mộc mạc, chất phác. Và Chúa biến họ thành những con người phi thường, lên những tông đồ làm nền tảng của hội thánh. Bởi vì Chúa là Thiên Chúa, Chúa có cái đường lối đặc biệt của Chúa. Chúa là tình yêu, Chúa có quyền năng phép tắc vô cùng vô biên, Chúa có đường lối đặc biệt của Chúa làm chúng ta phải kinh ngạc. Kính thưa anh chị em, đọc đoạn tin mừng, Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ và các tông đồ đi theo phục vụ Chúa. Tôi nhớ tới câu chuyện của thánh Christoph, tiếng Pháp là Christoph, tiếng Anh là Christopher, một cái truyền thuyết rất đặc biệt. Ngài là người Canaan, và chúng ta thấy những cái bức họa về Ngài là một ông cao to, có râu, cầm gậy và cõng một hài nhi trên lưng đi qua sông, đi qua dòng nước. Đó là thánh Christoph hay là Christopher. Truyền thuyết nói rằng Ngài là người Canaan, người Do Thái, cao lớn hơn 2 mét, có tên cung cơm là Reprobus. Ngài cao to như vậy, và Ngài muốn phục vụ một người nào vĩ đại nhất. Thế thì Ngài nghĩ ông vua là vĩ đại nhất, quyền thế nhất. Thế thì Ngài đi phục vụ ông vua. Nhưng mà một ngày kia Ngài phát hiện ra là ông vua ông sợ ma. Thế thì Ngài nói như vậy là ma quỷ nó còn hơn ông vua nữa. Thế thì Ngài đi phục vụ ma quỷ, phục vụ quỷ Satan. Thế rồi cũng một ngày kia đi qua nghĩa địa, có cái cây thánh giá, quỷ Satan nó lại sợ cây thánh giá. Thì Ngài mới phát hiện ra là quỷ Satan nó sợ Chúa. Như vậy Chúa Giêsu còn lớn hơn quỷ Satan nữa, còn mạnh hơn quỷ Satan nữa. Thế là Ngài mới lang thang đi tìm Chúa để phục vụ Chúa, mà không biết tìm Chúa ở đâu đây. Thì có một nhà tu hành khuyên Ngài, thôi thì trước mắt hãy giúp người ta đi qua cái dòng sông hiểm trở này, may ra con sẽ gặp được Chúa đấy. Ngài nghe lời cái nhà khổ tu đó, Ngài giúp người ta, đưa người ta qua cái dòng sông, dòng suối hiểm trở đó. Thì một hôm có một em bé muốn Ngài đưa qua sông, Ngài cõng em trên vai và lội xuống dòng nước. Nhưng mà càng đi, càng bước đi thì em bé càng nặng, nặng đến nỗi Ngài muốn té xỉu luôn, cõng không nổi nữa. Thì khi qua đến bờ bên kia thì Ngài hỏi, ở nhà ngươi, sao mà nhà ngươi nặng thế? Thế thì em bé nói, ta chính là Giêsu, là đấng cứu độ đây. Thì em bé biến mất. Thế thì từ lúc đó Ngài biết, Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế, là đấng vĩ đại nhất. Ngài tin theo đạo, chịu phép rửa và bắt đầu đi rao giảng tin mừng về Chúa Giêsu. Thế thì cái đế quốc La Mã lúc bây giờ là hoàng đế đi Xí Út cho người bắt Ngài, tống giam và cuối cùng là chặt đầu Ngài. Đó là truyền thuyết về thánh Christoph hay là thánh Christopher. Christoph hay là Christopher trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người mang Chúa, người cõng Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vui mừng vì Chúa Giêsu đã đến cứu độ chúng ta. Ngài đã kêu gọi các tông đồ để làm nền móng xây dựng hội thánh. Ngài cũng kêu gọi mỗi người chúng ta qua phép rửa tội để nên con dân của Thiên Chúa. Chúng ta xin Đức Mẹ Thánh Cả Giuse chúc lành để chúng ta có được ơn của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, thực hành lời của Chúa, sống bí tích rửa tội trong cuộc đời của chúng ta, làm chứng nhân cho Chúa bằng chính cuộc sống của chúng ta, để người ngoại họ nhìn vào, họ nói, họ thấy, họ ngạc nhiên, họ nói sao người Công giáo tốt thế, sao người Công giáo làm ăn với họ yên tâm lắm, không có sợ bị lừa gạt, sao gia đình người Công giáo nó êm ấm thế, nó không có xào xáo, không có đổ vỡ.
Là sao con cái của người Công giáo nó ngoan thế, nó học giỏi thế? Đó là chúng ta làm chứng cho Chúa, sống biết tích rửa tội, sống ơn cứu độ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa Giêsu, xin Đức Mẹ Thánh Cả Giuse chúc lành cho chúng ta, đặc biệt trong năm mới này. Amen.